hôm nay tôi ăn gì 7 Đấy, sáng nay mình có việc phải qua trường một tí tiện thể giới thiệu với mọi người đây là sân bóng trường thủy lợi nhá rất chi là xịn sò luôn Đấy, xong việc ở trường thì mình sẽ ra meli món ngon một đô la nay thì mình cứ gọi một cái bát mì trộn thập cẩm à đang có cái chương trình tặng coca free thì ra đây các bạn chỉ gọi một món bất kỳ có thể là mì trộn hoặc có thể là bánh mì cháo ngay lập tức là các bạn sẽ được tặng một chai coca đấy quán có cái chương trình này hay nhở nói về cái bát mì trộn này thì đặc biệt là cái nước sốt này rất là ngon đây là nước sốt độc quyền của quán nước sốt này là do một chú đầu bếp gốc hoa tự làm còn về topping của bát mì thì gồm có trứng rán lườn Ngậm. rau thì gồm có rau cải và rau snack có thêm tí xúc xích và chắc chắn có viên chiên rồi có cả chả tôm nhé mọi người. Ok giờ thì trộn lên và test thôi. Ừm. Cái bát mì này rất là ngon. Mình chấm điểm cao ở cái nước sốt và cái nườn ngỗng. Cái nước sốt ở đây rất là vừa vị luôn. Còn về cái miếng nườn ngỗng thì nó sẽ thơm thơm. Đang ăn xong là miếng nước coca mát lạnh. Úi trời, đúng combo hoàn hảo luôn. Còn để mà cho điểm cái combo này ấy, thì là 10 điểm không có nhưng. Tốt, nhưng lý do mà mình hay ăn cái quán này là gì? Thứ nhất là giá các món ăn rất là rẻ. Rất phù hợp với túi tiền của sinh viên. Không gian thì rộng rãi thoáng có mát hai tầng luôn. Điều hòa thì bật 24/24. /24 để xe lại còn được che yên nhá quán thì sẽ có hai cơ sở thời gian mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối chương trình độc quyền của coca cola áp dụng từ 15 tháng 7 đến hết 30 tháng 7 Các bạn chỉ cần mua một món bất kỳ là sẽ được tặng coca còn gì tuyệt vời hơn rủ nhau đi thôi mọi người Đấy. ăn như thế thì giờ tôi cũng no thôi được gọi đi về ô. và giờ thì bye bye